Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Học khu Huntington Beach Union High School District. Happy Chewy Z chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100. năm của chương trình cà phê sáng của Lý đô Sài Gòn TV. Những ai mà yêu thích thời trang hàng hiệu đó thì có lẽ đều biết đến cái nhãn hiệu Cartier. Yeah. Đúng không? À, nhãn hiệu quần áo có thời trang có nhưng mà thời trang này thì rất là đắt. Thường á, những cái ví dụ như cái cái này nhiều phụ nữ sẽ biết nhìn cái, cái 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 chữ cái những cái vòng hay là đeo tai, vòng đeo tai hay là bông tai mà có cái dấu hiệu này là biết của cái nhãn hàng này rồi. Đây là vàng thôi á thì nó cũng vài ngàn trở lên còn mà nếu như mà có ở kim cương hộp xoàn thì nó đắt hơn nữa như vậy mà một người đàn ông ở Mexico xin <laughs> lỗi anh này tên là Rogelio Virial <laughs> anh ta mua được hai đôi bông của cái trên cái website của trang này chỉ với giá là 14 đô la một đôi thôi wow. dạ vâng à, quý vị à, tại vì chị lan mấy bữa nay thì à, à, sức khỏe không được tốt khoảng từ thứ sáu vừa rồi cho đến ngày hôm nay thì chị ngọc lan ở trong cánh gà mới nói lê thái không biết lý do tại sao mà bị ho rồi bị cảm số mũi nữa thì trong quá trình mà chúng tôi làm tin làm like đó thì nếu như mà số ngôn viên như là chị lan hay là lê thái mà có những cái gọi là những cái à, chúng tôi bị ho hay là bị tằn hắn hay chúng tôi bị hỉ mũi hay là tất cả một cái gì đó thì xin quý vị thông cảm cho lê thái và ngọc lan à, chắc là lê thái tiếp cái một cái thông tin à, thay cho chị ngọc lan quý vị À, ngày hôm qua ngày hôm kia thưa quý vị là vào hôm một chiều thứ ba đó à, ngày nguyên ngày hôm qua thì cảnh sát người ta vẫn đang trong một vòng điều tra và bài báo ở trên tạp chí Fox đó. người ta đưa lên một cái thông tin cái thông tin này thưa quý vị là có hai cái du khách tại công viên giải trí quốc gia là Lake Mead à, ở California đang bị truy tìm vì mà những cái hành động mà hai cái vị khách này phá hoại các khối đá cổ đại tuổi đời hơn một 140 triệu năm và khi mà quý vị xem cái video này tất cả những cái du khách nào người ta thấy người ta cũng đều rất là hỏi ôi người ta bất ngờ bởi vì tại sao mình đi du lịch ở tại một cái vùng vùng đất một cái nơi khu du lịch nổi tiếng như vậy với những cái gọi là những cái mỏm đá mà người ta nói là nổi tiếng ở trên khắp thế giới và hầu như là những du khách ở khắp các tiểu bang khi người ta đến cái địa điểm này người ta đều đến đây để người ta chụp hình lại những cái khoảnh khắc và đi tham quan cái du cảnh này thì hai người này không biết vì lý do gì đẩy những cái phiến đá ở trên này đẩy xuống dưới với tốc độ chóng mặt luôn và đẩy rất là nhiều và cái video này đã khiến cho những cái nhiều người người ta phẫn nộ thưa quý vị Và đây là những cái phiến đá màu nâu đỏ dọc theo cái đường mòn Redstone Dune của công viên quốc gia Và họ đẩy à, những cái phiến đá sa thạch này lớn xuống đất Một cô gái trẻ mà đứng kế bên thì quý vị thấy rằng là hét lên khi mà hòn đá nó đổ xuống và vỡ vụn Và theo những cái nhân viên kiểm lâm và những cái người mà làm trong công tác mà bảo vệ cái khu uh, rừng quốc gia này thì người ta nói rằng là cái thiệt hại này nó không thể nào khắc phục được. Và đây là một cái vui di tích mà gọi là di tích của cả nước Mỹ, di tích liên bang đang được bảo vệ, gồm các khối đá được hình thành theo thời gian và tuổi đời nó lên đến 140 triệu năm. Và anh John Haynes là người phát ngôn của công viên người ta nhận xét rằng cái vụ mà tàn phá này là vô cùng kinh khủng. Người ta không nghĩ rằng là tại sao một cái suy nghĩ nào để đưa đến những cái hành động như vậy. Hiện nay thì cái video này được quay vào tối vào ngày 7 tháng 4 nhưng mà đến ngày hôm nay thì nhân viên kiểm lâm của công viên người ta mới đưa lên công bố ở trên những cái tạp chí ở trên thế giới và người ta kêu gọi là bất kỳ những ai mà chúng ta đang đi trên đường mòn vào cái thời điểm đó hoặc là những người mà có thông tin chi tiết về cái vụ việc này có thể liên lạc với ban quản lý công viên quốc gia để mà người ta có thể là điều tra bắt những cái nghi phạm này và có thể vào những cái nghi phạm này nếu như bị bắt á, phải đối mặt với các án tù là án tù của liên bang ngồi tù và phạt số tiền lên rất là lớn và cái công viên Lake Mead này là rộng 1.5 triệu mẫu Anh thưa quý vị Với cảnh quan núi non ngoạn mục với lại những cái con đường mòn ở trong hẻm núi rất là đẹp Và đây là một trong những cái điểm đến mà nhiều người người ta thường chọn để người ta đến người ta tham quan du lịch Và mỗi năm thì cái ngọn núi này thưa quý vị nó thu hút đến 6 triệu du khách à, Tuy nhiên thì cái khu vực này thường xuyên là chịu hạn hán và khiến cho mực nước ở hồ nó giảm Nó làm lộ ra những cái chiếc thuyền cũ bị đắm cùng với một số bộ hài cốt của những người từ những cái năm về trước rất là lâu rồi. Thật đã đây là một trong những cái gọi là cái công viên quốc gia mà được uh, quốc tế bảo vệ cũng như là toàn nước Mỹ người ta gọi là liên bang người ta bảo vệ công việc này. Và những du khách này nếu như mà bị bắt phải đối mặt lên, lên đến những cái án tù và án phạt rất là lớn thưa quý vị. Và nếu như quý vị nào chúng ta có những cái thông tin nào về những cái vị du khách này thì chúng ta có thể cung cấp cho ban quản lý công viên quốc gia này. Um chị ok không chị ok <laughs> chứ ok lắm yeah. nhưng mà sẽ ráng. Yeah. Ừ. trở lại với lại cái bản tin nó cũng khá là thú vị khi mà một người đàn ông Mexico ông này là bác sĩ nha khi ông lên ông nói tình cờ thôi ông nhìn ông thấy cái giá tiền của đôi bông tai đây là cái hình ngọc lan đưa của cái hãng đó thôi nhưng mà không phải đôi bông tai mà cái người đàn ông này mua thì ông thấy để chỉ có giá là 237 peso thôi. Mà đúng lý ra đó nó phải là 237.000 peso. Tức là nó khoảng tương đương với lại 14.000 đô la cho một đôi. Thì ông thấy, nó ông nói là lúc đó người ông đó giống như là nó lạnh toát mồ hôi luôn. Giữa cái chuyện mà 14.000 hay là 237 peso với lại 237.000 nó khác nhau nhiều lắm. Thế là ông order hai đôi. Khi mà ông order xong rồi đó, thì ông nói là oh, ông giống như là rơi vào một cái tình cảnh mà nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà ông muốn cương quyết đi theo tới cùng coi làm sao. Đó là sau khi ông order xong người ta đã gửi uh, giống như là confirm hết của ông rồi. Thì sau đó thì bên cái công ty mà Cartier này họ bắt đầu họ liên lạc với ông. Họ nói rằng là oh, họ không thể bán cho ông hai đôi bông này với cái giá là 14.000 đô la một đôi mà họ sẽ bây giờ họ đưa cho ông giống như là cho ông một cái một cái giải thưởng một giải thưởng khuyến khích ông có thể ông bốc thăm ông trúng thử một cái gì đó hay là đưa tặng ông là một cái một cái túi đồ đựng đồ trang sức vân vân có nghĩa là người ta offer cho ông nhiều thứ nhưng mà họ nói họ không bán cái này cho ông được nhưng mà ông cương quyết ông nói không cái này là rõ ràng là ở trên website của quý vị cái giá đó và tôi mua cái giá đó chứ không phải là ở đây có một cái Ông không hề gian lận gì hết. Thì lúc đó tin tức ở bên Mexico rồi bên hãng này, nói chung họ nói chuyện qua lại thì nhiều người ông trở thành cái gọi là như giống như là tâm điểm chú ý của dư luận. Nhiều người á người ta lên người ta nói ông này tham quá. Ở cái đó là chỉ là một cái sơ xuất của cái website trong cái lúc mà đưa lên sao mà bị mất những cái con số đó thôi. Thì ông phải đồng ý với người ta như vậy, à, không thể nào mà có chuyện một cái hàng hiệu như vậy mà chỉ có 14 đô la hay là 237 peso. Nhưng có những người nói rằng là no, khách hàng không thể chịu cái trách nhiệm mà nó thuộc về cái công ty. Khách hàng không có chịu cái chuyện đó. À, họ đưa cái giá như thế nào thì người ta mua như vậy. Làm sao người ta biết được là cái chuyện nó đang có sai sót. Thì nói chung là họ cứ dằn dưa như vậy kéo dài nhiều tháng trời. Và ông uh, bác sĩ này, ông nói rằng là ông sẽ sẵn sàng ông thuê luật sư để mà cho một cái vụ kiện tụng. Tuy nhiên, uh, điều đó ông dự trù là đến... Uh, tháng 6 là ông sẽ thuê luật sư thì trong lúc ông đang suy nghĩ chuyện đó thì cái hai đôi bông nó gửi về nhà cho ông hai <laughs> đôi bông gửi về nhà thì ông tặng cho mẹ ông một đôi một đôi ông giữ lại mà không biết nói là ông giữ lại thì ông làm cái gì nhưng mà nói rằng là wow không thể tưởng tượng được là cái chuyện mà những cái website khi mà đưa lên như vậy quý vị sẽ thấy ở đây là cái chuyện này cái cái giá trị nó rất là nhiều nhưng mà cũng có những cái trường hợp á chúng ta sẽ thấy thỉnh thoảng website của những cái công ty lớn đôi khi có những cũng có những cái chuyện như thế này nhưng mà nhiều người đó, họ cũng ăn gian lắm khi người ta order xong cái sau đó họ báo là hết hàng ừ. hết hàng tại họ hủy chứ họ không nói rằng là ở đó là một cái lỗi lầm của cái trang web này vân vân nhưng mà cũng có khi thì có những người người ta vô những cái công ty cứ gọi là tử tế, đôi khi họ cũng sẽ bán những cái món hàng đó thay vì uh, 10 đô la thì bây giờ lên sao chỉ có còn có 0.1 thôi, tức là được có một một sen thôi. Họ cũng họ cũng bán nhưng mà sau đó họ sẽ sửa lại thì ai ngay lúc đó nhanh chóng vào mua được thì ok. Như ông này thì giống như ông vớ phải một cái rất là uh, hớ. hớ một cái món hời, món hời. đó. Nhiều người ở trên website của trên Facebook của người Việt ở đây á có một cái nhóm cũng vậy có những người họ rất là hay của mỹ cũng có nha họ chuyên môn có những người họ chuyên đi họ giống như cái công việc đó là full time á họ đi lùng những cái website mà tự dưng nó có những cái gọi là nó click lên như vậy nó bị một cái lỗi gì đó thế là họ thông báo ô cái này nó bị ai có thể vào order được liền thì order cả mỹ lẫn việt nam đều có những cái trang và hướng dẫn làm cái chuyện này ừ, Quá wow em thấy là trong trong cái cuộc sống của chúng ta có nhiều điều rất là bất ngờ có giống như là một số người thưa quý vị người ta vào trong, trong, chợ trời hay là lên trên một cái chỗ gọi là gọi là do gara sale sale hay do sale thưa quý vị thì người ta mua những cái món đồ mà khi mà đem về đó đưa lên đó cái trị giá món đồ hạt cả mấy trăm ngàn mỹ kim Đúng rồi. tại vì bán mua được những món món đồ mà giống như là cái giá trị của nó hàng cổ hàng này là hàng nọ đó thì người ta bán được mấy trăm ngàn có những cái món hàng bán được cả triệu mấy kim luôn thì đó là những cái gọi là cái may mắn đến cho mỗi người thì ra là cứ coi như là ông trộm cho ai thì người đó nó hưởng thôi đúng không chị Lan? dạ vâng và quý vị giữ hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đài.